Rồi, chào cả nhà nhé. Bữa nay bắt đầu công việc quen thuộc đó là đi thăm bãi rắn mà. Cái này gần nhà ta mình giống nó lớn. Mở hàng cái đầu tiên sao? Động tĩnh gì hôm đi? Có con rắn thì nó có con chuột nha. Khui. Rồi luôn. Cái đầu tiên chuột kích quail. Mở hàng không có suôn sẻ. Trời ơi, chuột mình chết gã thay luôn. Ủa mà này hình như là mấy nước mới ngập sao nè, mấy bữa trước nước ngập mông nè mọi ơi. Ui rồi. Trời ơi, cái bãi nước ngập chuột chết. Sao nước tự nhiên cái vườn này xả nước kỳ ta. Cái này mình đặt hơn nửa tháng nay rồi không có bị xả nước, bữa nay nó bị nước ngập, người ta xả nước vô mà. Ui, chuột chết queo, thiệt tình. Bởi vì bên đây thời tiết thất thường lắm, cái lúc mình đặt thăm mấy lần không có nước không có vô. Cái lúc người ta xả nước vô để tứ đồ nè, ngập cái chuột chết chà. Cái đầu tiên không có hàng có suôn sẻ. Cái thứ hai coi sao. Cái chỗ này không có nước ngập. Tại mình đặt cái này cặp bờ ganh cao, nước mà đã không ngập đâu. Nếu mà ngập này thì thôi, cái vườn nhãn này nó ngập tới cái đọt luôn quá. Mát mẻ quá. Đêm ngay đường trống đi mát mẻ. Kìa như có chỗ vườn ta đang tưới nhãn không phải. Mình có mấy cái bẫy đặt bên đó nữa. Mình nói chắc như nước ngập rồi. Thăm cái bãi đầu tiên có nằm ở cái khu bên đó. Nước ngập lên láng à. Bữa nay chắc như thay chuột nữa à. Đặt bên đây dạo này bị nước ta ngập á, ta xả vô cũng có, nước ngập tự nhiên cũng có. Chuột chết quá trời. Rồi, bẫy này. Bẫy trong lỏng, chuột cắn bao banh chạnh cho. Trời chẳng dễ sợ. Cái thứ hai coi sao đây. Ồ, dưới cây tưởng đâu cắn bự lắm thì sao. Có gì không? Wow. Bẫy bự. Đại ca. Trời ơi, giỡn bẫy nha, hiệu tưởng đâu không có. Ai ngờ đâu đại ca bạn. Trời giờ kìa. Đại ca này nhỏ, đại ca này khoảng 3 lạng. Này hậu đắt. Cái đâu đúng không? Hello. Ừ, bảy chà bá lửa vô gắn nhỏ xíu trời. Cái thứ hai có hàng rồi, có hàng nóng mới ghê chứ. Phải đại ca bự ngon quá. Đậu đã. Cái bảy bự chà bá lửa gắn vô không thấy gắn đâu luôn. Đập gà thôi. Chọc cho quên chứ, chọc cho nó phùng mang cho nó đẹp chút. Thấy mặt trăng rồi mới gọi là đại ca. Ừ, cái bẫy chà bá của mình thiệt tình. Vô gắn. Này hậu đắc rồi, đang gặt luôn. Đó, bụng này thằng ngon. Chọc cho nó phù chơi. Đây. Mặt trăng nè. Phù mày. Như vậy mới đại ca chứ, phùng mang cái này. Ủa, cùng ăn cái coi đỏ ngóc đầu ha, đỏ dữ rồi kìa, đỏ, mới xẹp ấy, mới phùng mới xẹp ấy, phùng lên đi, như vậy mới xứng danh đại ca chứ. Gắn hiền quá, mới phùng lượng cá im ra, phùng mày, phùng. Đúng. Nhồi quá. Đó, đẹp không? Đó, đẹp cực kỳ ha. Lúc này đẹp nhất là hú con khùng mang. Mặt trăng nó hiện lên nhìn thấy đẹp. Con này hổ đắc. Chỗ mình thì đa số chỉ có hai loại, hổ đắc với hổ sáp. Đây, ấy, đó. Đại ca, đại ca, mặt trăng tròn quay đẹp quá, phụng này đẹp chút quá, phụng bự lên chút, phụng ngấu quá. Bỏ nó khè đó, nóng rồi đó, nó nóng dữ lên rồi đó. Chọc nó hồi nó dữ lên, phụng nó khè. Mày gì vô xưởng chuột mình ngon lành. Cái này chắc mới nó vô trễ nè, tại con chuột mình bỏ một lúa, nó quất hết một lúa à, nó mới vô nè. Phụng đẹp ấy. Đó, ngóc đầu nè. Đó, bạn nghe thấy khè không?
nghe tiếng chưa? Đó, bắt đầu rồi. Đó, đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Đó, đại ca. Đó, gì vậy mới đẹp nè. Đó, đã không? Quá đã, quá đã. Mặt trăng đẹp kinh khủng không? Đó, giờ nóng lên, nó chọc nãy giờ nóng rồi. Giờ phùng luôn, không chịu xẹp luôn kìa. Ghê hồn chứ. Đó, giờ mới xẹp. Rồi, lụm nó ra thôi. Mấy gắn nhỏ nhỏ nè mà là nó độc hơn là mấy gắn bự nha. Đừng nghĩ là nhỏ không, nó nhẹ mà nó dở yếu hơn mấy con bự, không phải à. Gắn càng nhỏ cái nè người độc độc nó mạnh hơn mấy con lớn nhiều. Mà lại thăm bảy sợ nhất là mấy con nhỏ nè, không phải sợ gì nhưng mà gặn nguy hiểm nhất là mấy con nhỏ nhỏ. Mấy con bự vậy chứ không nguy hiểm bằng mấy con nhỏ này. Là nhỏ là đôi khi nó bị kẹt đậu, thăm mình sơ ý thò tay dở bẫy là nguy hiểm lắm. Gà thôi. Mày đậu bên kia cha mày. Mày đậu bên kia. Mày bên kia. Mày bên kia. Mày đậu bên kia. Mày đậu bên kia. Mày đậu bên kia. Ủa, phùng mang. Dạ dữ rồi. Đó, phùng kìa. Quay đầu bên kia giỡn hoài. Quay quay kìa. Đó, quay bên. Ừ. Rồi ra. Tinh tinh tinh. Ra. Ra. Đó, ra. Đó, ra. Đó, ra. 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 Trời ơi, thập thò nữa. Ra không ra đi còn nó thập thò. Trời ơi, không chịu ra nữa kìa. Ra. Hơi ngắn ngộ chứ. Không chịu ra mà. Ra. Hơi ngắn. Cứ ngóc đầu lên không chịu ra. Rồi ra, giỡn hoài. Ra đi. Nãy giờ lâu rồi nha. Trời ơi, ngắn. Ngược đời chứ, ngộ thiệt. Kéo bên kia nó qua bên kia. Đó. Rồi ra đi. Muốn ra tao ngồi đây tao chơi với mày tới chiều luôn á. À. Nó vậy thôi đó, muốn chị bây giờ mới ra. Giờ nó. Mày hả lại sao thoát tay anh được. Rồi. Làm ha. Này đắt gặt luôn. Vô. Cái thứ hai có hàng rồi. Hàng nóng nữa, gớm. Con này phải ký mấy 2 ký, đã dữ rồi. Đó, giờ này ngóc ngóc bắt đầu rồi. Bỏ giờ nó khè nữa. Thấy con súng đẹp không? Con súng nó mà nấu con chùa thôi, thứ gì chịu nổi. Nè, quá trời quá đất. Bảy mình đặt đâu rồi. Đây. Ông tỉnh gì không? Ơ, quá đã, quá đã. Thấy rồi nè. Đây bên hông đó mà. Đây nè, trắng trắng. Cái này chắc khổ hành nhỏ. Ủa, nặng quá ta. Ơ, bảy bự. Ồ, khổ hành cũng bự chứ. Nè, ỉ này bên phải rồi. Đen nữa. Đó, lành he. Có mùa hành rồi. Quá đã, quá đã. Này vừa nhắn xuồng. Nhìn là biết nhãn xuồng. Này nhãn xuồng. Con lạnh. Đó thấy không? Đèn trắng luôn cái này nè. Có kích là có tiền. Bảy chà bá mình. Cái này mình làm mấy bự hết, không làm mấy nhỏ nữa. Kiếm săn gắn thủng. Đó. Con này cũng 4 lạng có à, nhẹ hơn à. Con lành á. Gắn này đang thù lùi vậy. Một cái. Ừ.
Ra đi, ra đi, ra đi, đừng ngại ngùng. Đó, ngon lành không? Quá đã, quá đã. Ui, nó mập thùi lù. Ui, cái bụng nuốt con chuột chưa chưa tiêu hóa hết, bụng chà bá. Cái bụng này. Con này 400 g ạ. À. Ngon lành. Ngắn đen đen. Cái khu này là mình lụm đại ca mà dính ba con đó. Cái chỗ mà hôm bữa mình thăm có hai cái bẫy, ba cái bẫy cuối cùng mà dính hai hổ đất á. Con ký 8 ký 8 á. Cái này nè. Ô cọ ghê, hồng cọ luôn. Đó, bạn nghe cọ kêu không? Này cá nhiều bây giờ cọ nó chứ bu lại đây quá trời dài. Có cái tiền thay dính cũng chưa. Nếu hành là có nó đi ăn có lúc đi ăn toàn liếm cạnh cạnh không. Lúc toàn mini không. Ngon lành ha. Còn rồi. Tại thăm bảy mình thấy cái phân ở trước thấy khoái à. Nó nhảy vô tùm lum hết trơn. Mình giờ chỉ biết mình làm mấy cái bẫy bự không, mình săn gắn khủng rồi mà chưa thấy gắn nào cực khủng. Mà giờ mình dính đại ca chỉ có con bự nhất chỉ có 2 kg, mà 2 kg bữa đó mình thấy cái bẫy nhỏ mình nó bích chịch luôn, nó xây đầu khó khăn luôn. Bởi vì bên đây mình nghe nói có nhiều loại gắn cũng bự lắm, bởi vì mình đang săn lùng nó mà đặt cả tháng dính ra bẫy bự, mình đặt hơn tháng nay rồi đó chứ, tháng mấy rồi đó mà chưa có gắn khủng. Kiếm con nào lấy 3 kg, 3 kg mấy nữa. Ở đây đại ca 3 kg mấy có hết nha bạn. Nghe người ta nói 3 kg mấy 4 kg cũng nhiều lắm á. Chứ không phải về dạng hàng hiếm. Mình đặt chưa thấy dính, mấy con nó khôn lắm. Khó nuốt lắm. Mấy cái bao này mua bao bành kino, bao thức ăn cá 2000 cái. Cái về cắt được 4 cái 7. Nếu bẫy nhỏ mình thì cắt được 6 cái, còn bẫy bự này cắt được 4 cái. Ồ, cái nhãn thái trái kinh khủng không? Quá trời trái. Ừ. Ai sắp hàng ta? Lát miếng lưới chặn đây để cái túi lưới sao và kiểu cái vớn cái đăng. Cái bẫy này không biết chịu đời nổi không, thấy ngon quá mà đặt tao thăm 4 lần đi không dính. Này có gì không đây, mấy giờ trước nước ngập quá đặt bẫy nó hơi giờ nó hơi cao, còn nước 30 nữa mong nó xuống bắt đầu mình về bẫy xuống dưới chút. Chuột chích queo rồi. Ủa, ồ bị ta đạp rồi. Đạp bẫy mép xẹp, người ta không thấy tủ, người ta không thấy, ta đạp mép xẹp con chuột chích queo luôn. Để sửa lại cái bẫy này không được. Cái tình cái bờ vực này dưới đây đặt sợ nước nó ngập gì vậy. Bữa đó mình đặt dưới đó đó, sau này nước nó ngập quá trời giờ lên đây. Nãy giờ thăm mấy cái thì chết quốc. Cái bẫy này là lúc trước mình dính đại ca 1,6 kg à. Cái lúc mình đi chung với Long nhà quê với Nam. Đặt cái chân chỗ này luôn, mới chiều trước mình về lên trên tại nước ngập. Hù có cứt. Quả có cứt, có cứt. Nè, là gì đây? Con gì đây? Thù, wow. Chà bá lửa luôn. Vô mảnh rồi, vô khẩm khẩm rồi. Cái bẫy này lúc trước dính đại ca 1,6 kg nè. Ten. Bánh mì Sài Gòn chưa đời nổi không. Thừ ơi, đợi thăm thấy này vậy nè, thấy ngon rồi, tưởng đâu đại ca chà bá nữa rồi, ai ngờ đâu thiệt tình. Bó tài luôn. Nghĩ là đại ca chứ, tại cái bẫy này gọi mình dính con đó, bởi vì nghĩ là đại ca, ai ngờ đâu có ngựa. Ui, con ngựa này nhỏ quá. Ở này cứ tùm lum trơn. Thôi thả luôn.
Mày không có vô nữa nha, mày vô bẫy tao nữa là lần sau tao bắt mày luôn á. Con ngựa này nhỏ, không được bự. Rồi ra đi mày. Lần sau mày vô bẫy nữa tao lụm mày luôn á. Ừ, đã thấy đóng phần dưới có đã gì đâu chứ. Ăn à, con ngựa. Con ngựa bự cũng đỡ, con nhỏ xíu. Con nói chắc khoảng 2 lạng mấy, 3 lạng gì, 3 lạng gì, hơi nóng kẹt đầu. Đây, cái bẫy này lúc trước dính con đại ca này, bởi vì lại thấy cứt, thấy khoái rồi. Tưởng đâu hốt thêm em nữa rồi, ai ngờ đâu. Quá tài. Ôi bẫy thì sao bị xét nè. Lưới mình mua lưới mà chị á, sao bị xét quá. Lỗi sao bị xét. Ở bên kia ta đang hái nhãn bán. Rồi thăm cái bẫy thấy cứt quá trời, mừng con lòng nó mừng quá trời, nghĩ có đại ca rồi, đại ca nữa rồi, ai ngờ đó, thiệt không nữa. Làm sẽ sửa lại hốt con nữa coi, mới lên chỗ này cái khu vực này mới lụm được con một à. Thường nó đi theo cặp. Nghĩ còn con nữa, bữa đó hình như là dính con đó con đực phải, con cái tao quên. Đặt lại mới được, kiếm con đại ca chập bá nữa mới được. Chỗ này không thể nào thoát mình đâu. Hồ một chú sim à. Em nuôi cá chép mà, như cá đuôi hồng quá trời luôn, chạy được ngầu ha. Ghê hồn. Đây mà cá nào nó con nào nó cạnh cạnh không à. Cá lóc thôi khỏi nói rồi. Cá lóc con nào nó thấy nhìn thấy thấu thằng luôn. Cá lóc dạng cá lóc nó vô tự nhiên đó. Lâu mưa lâu năm đó. Quá trời cá lóc con nào nó bành kia. Quá đã, quá đã. Thấy rồi kìa. Cái bao bị lủng thấy vậy nè. Ngồi lạnh. Mấy gà sao ngộ ta, có gắn sao thấy được dính được con gắn hoành sao mừng dữ không biết nữa. Hồi lúc trước trời ơi. Mình dính nhiều quá thấy cũng bình thường, còn giờ tháng này sao gắn hiếm quá. Do trở trời á, trở gió lạnh chưa thích nghi được, bởi chưa đi ăn nhiều. Nó hơi hiếm, nên ị cho mày ha. Bao lũng nhìn thấy à. Con này cũng bự à, chứ không nên nhỏ nhỏ lắm. Đoạn. Mày hả lại. Thật ơi. Cái bẫy này đặt không biết nhiều thăm biết nhiều lần, giờ này mới dính. Ừ, ừ. Hai bao luôn. Ừ, con này khoảng 3 lạng. Chuột tha gác vô bít chịch cái lụp. Mày. Chơi hoài ra. Thổi bùa nó. Dụng chiêu thổi bùa nó mới ra. Ồ, kẹt cái đầu. Để bị cỏ nó dính vô đây ngự trên đây. Kéo khó ra. Trời ơi, chán chán. Mẹ hôm cóc dễ bắt ra, nhưng mà giờ lâu ngày nó hư bẫy. Hư hôm. Quên gắn này lắm rồi đó. Nhồi vô nó thấy con cỏ rồi. Cứ lũi vô con cỏ không chịu ra. À, ý, con này 300 gram. À. 300 gram. À. Không ngờ. Này, nhiêu ký? Này gắn xuống giá anh ơi. Nó, mỗi chỗ nó khác nhau. Nó không hả, hữu hành không hả? À, đừng có đừng đừng em đại ca nó mà nhỏ, nhỏ xíu không qua lại đó, hai em vô cái bẫy này. Hôm bữa em đặt dính gắn thành bự đằng kia mà người ta tham, tao không lấy thành đó đó. Thôi của cái bắt khác đón chuột ra gớm hai con lại. Ngày gắn ít đi quá. Ấy, hay còn rồi nha, con lành nha. Có sống rồi đó phải không?
Có tiền xăng rồi đó. Ủa cái lá đó là chuột rút vô hả gì? Nó đó, nó quậy ra không? Hay ra không? Mình có nó để trong cái bẫy vậy đó mà nó cắn tha chuột hay gì đó. Chuột á. Ủa sao mở rút vô được hay vậy? Mới hay chứ. Nó bao nó cắn lủng lỗ cho nó bao ngoài mới cắn lủng đó. Hay vậy. Có nhiều con nó bị dính cái găng á, nó không rút ra được á. Chết quèo. Mà làm cái này ngày này bữa chúng bữa thắt nó bữa lỗ tiền xăng luôn. Xăng xui hả? Tại mình có chốn chuột với lúa đó. Bởi vì mấy nào không thắt là ít gắn là mình lỗ tiền chuột với tiền lúa. Cái khu này mình còn lại 5 cái nữa là kết thúc chuyến thăm ngày hôm nay mà. Cái khu này rồi dính được đâu 2 hổ hành. Ông tỉnh gì ông đi, không ngồi chót coi. Bữa nay thắt thu quá rồi. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 khui. Quạt được hổ hành. Quá đã. Ồ, hổ hành cũng đã đỡ. Con này chắc khoảng 350g. Trời ơi. Bụi không. Gác gứa tùm lum chân, không thấy cứt đá gì hết. Gác ăn ở sạch sẽ quá à. Cũng được. Gài thắt thu quá. Có gác nhỏ nhỏ cũng mừng lắm rồi. Tình. 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 Ờ cái này nó ống chuột ra nè. Ô, nhoi giờ mới nhoi nè, nãy nào cũng ghe giờ nhoi nè. Mày hả lại. Công việc gì chứ công việc bắt rắn là không giờ thấy chán. Chỉ có chuột chết mới thấy chán ha. Cài ra đi mày. Đừng để tao kéo nữa à. Rắn là kỳ cục cả không chịu ra. Kéo mày luôn. Dạ. Ê, xin lỗi bạn. Đụng. Ôi ổ này về ra ngoài nó mới ị nè. Trong bẫy không chịu ị, ra ngoài mới ị. Con này nó cũng hơi ngà đen. Cũng tung kẹt đầu nè mà hên cút vô được nè. Má. Thấy chưa? Đó là cái đầu nữa nè. Cũng tung dữ lắm đó mà ra không được à. Nó lạnh. Ôi ổ. Cái này ở không sạch sẽ gì hết. Vô mày. À, ba con rồi nha, đừng dẫn chơi à. Nhưng em đại ca nhỏ với hổ ngựa nhỏ nãy đã. Đó, ba em. Cũng được được. Cái số mình hên lắm á, thường hốt hụi chót lắm đó nha. Khu này còn lại hết cái này còn lại 3 cái nữa. Số mình là số đã số hên nè, đậu đãi rồi hả? Cuối không? Mà phải công nhận số mình hên thiệt. Thường dính một phút cuối không ạ. Gắn vô bên đây bị phá hơn luôn bên đây. Nó chột dèo dèo quá trời. Bẫy này quá trời lâu rồi, bẫy này lúc mình Tết rồi, làm lúc Tết. Bởi vì cái lưới nó lâu ngày quá, nó bẻ tới bẻ lui nè, giết độ co giãn nó không còn tốt nữa. Nghe cái bẫy này lụm được 2 con rồi đó, mà đều hành nhỏ nhỏ không? Chưa có hàng khủng. Thường thường có con bự, con nhỏ phải có con bự chứ. Mình cái gì với cái hôm mình kỹ lắm, tánh mình ngộ á. Tại cái hôm này cái hôm quan trọng là cái quan trọng nhất mà. Nhiều lúc mình xảy gắn bự là tức dữ lắm. Bởi vì lúc nào mình làm cũng vậy, cái hôm này lúc nào mình chỉnh sửa nó kỹ hơn. Tiếp tục luôn. Cái tiếp theo. Giờ nắng quá trời nắng rồi. Không có gió luôn ghê.
điện này chảy mở hết, bởi vì mấy anh em nào đi đọt vải gắn đồng nghiệp nhìn đi, đang thù lùi thùi lủi không, thằng nào nó ấm nhất cũng nhôm. Rồi cái bẫy bên đầu rồi, những chơi rồi đừng nó mắc cái bẫy là quế lắm à. Đó, nằm bên kia. Dạ. U. Cứt cò. Cứt cò là cứt của con cò. Đâu rồi? Đây. Không phải chót coi. Ừ, cái bẫy gì đâu mà kéo dây nó lắc tới lắc luôn là biết rồi, thấy chứ quất rồi. Cút à. Hậu chuột chứ. Hờ ơ, ngồi mình hôm kia ung dung dễ sợ thiệt chứ. Phát lương cho mày đó mày. Nhớ làm việc cho tốt nha. Mày mà làm việc không tốt, cúp lương mày luôn. Chỗ này quá ngon. Mà thăm ba lần là không dính gì hết. Dạ. Trời ơi, da. Ui, xíu nó gãy cái nhánh nhãn. Thiệt tình nè. Xíu gãy nhánh nhãn nè. Cái bờ này rồi đặt ngon ghê hồn luôn, tại nước nó lên quá trời lên mà không dám đặt. Sợ nó nước ngập chuột chết. Có động tĩnh gì không? Có con găng chứ đừng nói có con chuột nha. Ô, thấy chuột cắn bao bấy xấy chân. Tình hình có vẻ không ổn rồi. Bữa nay chắc không hốt được hũ chót rồi. Nghe hiệu cái bẫy luôn. Chuột còn không? Còn không? Ừ hên còn. Phát luôn cho mày luôn á. Giờ để nước giật xuống, giờ xích xuống thôi chứ giờ không dám về xuống. Sợ nước ngập chuột chết nữa. Chuột không gà mắt lắm mà không có giá nữa chứ. Ủa giá nó cao rồi chứ. Con nào nó bằng chuột cống vậy đó. Bẫy đặt đâu quên người ta. Thâm thắt thù quá ghét quên chỗ luôn. Ờ, như này kia. Cái này cái cuối rồi bạn. Chim kêu ghê hồn không. Đó. Đó, chào chảo chim sâu quá trời đất. Không một cho cái coi. Cái cúng cùi rồi. Đúng rồi, cái bẫy mình đâu rồi? Ờ, vợ cái bẫy đây nè, xíu đạp mà. Không còn chó nha, cái cuối cùng nha. Cái gì đâu mà cỏ ghét quá trời quá đất. Nói mấy ngày mọc linh láng kìa. Đâu rồi, đồng tính gì không? Không còn chót cái cối. Số mình thường hên lắm mà. Ui, nhà hiều. Ui, chuột đâu rồi? Cái cuối cùng chất quất luôn. Ủa con chuột đây nè. Chuột nuôi ghét uống nuôi lúc rồi. Vậy mà mấy gắn không thích. Gà gắn không thích mấy chuột mập hay sao. Rồi đợi rồi thôi không phá. Mày cái này mày không cho. Cái này nó ngon dễ sợ luôn. Đặt bẫy nhiều cái không hiểu nổi. Nhìn cái mà thấy địa điểm thấy rất là ngon. Đặt không có gắn mà nhìn cái thấy đặt. Không có ngon lành hết là đặt đại đó mà dính. À, để về nhà căn thử đường như nha. Nói chung bữa nay thắt thu à. Hổ hành như đâu được ba con. Được con đại ca nhỏ. Hổ hành nói chung ba con nó cũng đỡ đỡ chứ không phải là nhỏ lắm. Rồi mời cả nhà trà đá nha. Hổ thu đang nấu cơm chuẩn bị ăn cơm. Cơm trưa. Ai ơi bữa nay thất thu rồi đại ca. Hổ hành như được ba con phải. Bộ lưới à. Bán người ta gục tá lá bệnh chân. Dạ như đây. Bữa nay hốt đại ca mà chả bá lửa là ngon ha. Ăn hổ hành trước đi. Hổ hành này có ba con. Tên tên. Ú, 1 ký 3.
ba con đừng có ghi bà. Ủa, chim kêu kinh hồn không? Đi thăm bảy con chim ở nhà cũng chim kêu nữa, chim sâu nhiều ghê, này đẻ ca luôn. Đẻ ca này cũng dữ thiệt, nhỏ mà chỉ dữ. Tinh. Ồn đẻ ca này đúng 300 gram. Cũng được. Này mà hốt đẻ ca bự được cái. Đây này, đây sẵn đây quay cho các bạn xem nè. Mấy con đại ca bự của mình nè, con đại ca này dính là chuyện qua nè, nó khè ghê hồn lắm này nha. Để các bạn nghe này nè, xa xa mà nghe khè nè, dữ ghê lắm. Ủa nè, ủa cái đầu nữa nè, con này dữ lắm. Nãy mới đi ngang sơ sơ mà nó ngóc đầu lên, người bạn thấy phùng mang ghê không nè, ủa nó phùng mang lên đó, ngóc đầu đó, dữ ghê thật chứ. Con này nó dữ. Đó. Con nghe gì không? Đó hả? Đó nó kè nghe không? Ủa. Hớ ghê con ngốc. Con này còn đúng dữ luôn. Đó nó thở kìa. Ủa. Đó. Nhà mình mẹ mình nhốt khu sợ lắm, gào gì nữa mà chưa đời nói không. Đó, gào gào vậy đó. Gà xung quanh vậy nè, trong đó còn cái hai nữa đó. Dữ ghê được chứ. Con này nha, này cho bạn xem cái này luôn. Hồi còn tới giờ khè khè nó. Con hổ ngựa đẻ trứng nè, lột da đẻ trứng luôn trong cái bao lưới mình nè. Chị đời nói không. Ồ, ồ ngắn dữ thiệt chứ nè. Ủa quần vậy. Rồi thôi mình cũng xin kết thúc video ở đây. Chúc cả nhà xem video vẻ nha.